do đánh bài thiếu nợ, nữ Việt kiều Úc đã nhận vận chuyển hơn 4 ký ma túy từ Việt Nam sang Úc để nhận tiền công 25.000 đô la và phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Ngày 20 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1979, mang quốc tịch Úc, mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, thì lúc 19:30 vào ngày 19 tháng 7 năm 2016, tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng làm việc nhiệm vụ đã phát hiện Liên là hành khách của chuyến bay từ Việt Nam đi Sydney, có hành vi tàng trữ ma túy trong hành lý. Trong vali của Liên có hai bức tranh, khung gỗ của hai bức tranh là nơi ngụy trang giấu là 26 khối chất bột màu trắng. Qua giám định là heroin có khối lượng là 4,4 kg. Tại cơ quan điều tra, Liên khai sống tại Trà Vinh. Năm 2005, Liên xuất cảnh sang Úc định cư. Vào đầu năm 2016, do Liên hay chơi đánh bài nên đã quen một người Việt Nam tên là Minh không rõ lai lịch và nhiều lần được Minh cho mượn tiền để mà chơi bài. Tính đến tháng 5 năm 2015, Liên thua bạc mắc nợ số tiền là 5.000 đô. Nhiều lần bị Minh đòi nhưng Liên không có nên Minh đã đặt vấn đề thuê Liên về Việt Nam vận chuyển ma túy. Vào tháng 6 năm 2016, Liên nhận lời với tiền công là 25.000 đô. Minh đưa trước cho Liên là 5.000 đô làm chi phí mua vé máy bay đi và về. Khi nào Liên đưa được ma túy về Úc thì Minh sẽ trả tiếp 20.000 đô. Minh cho Liên số điện thoại của bé hai tại Việt Nam và dặn liên lạc với người này để lấy hàng. Vào ngày 4 tháng 7 năm 2016, Liên đã cùng hai con đặt vé khứ hồi về Việt Nam và ngụ tại một khách sạn ở trên đường Lý Tự Trọng. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Liên đã gọi điện cho bé hai đến khách sạn. Tại khách sạn, Liên mô tả kích thước vali hành lý của mình và cho người này biết vào ngày 19 tháng 7 năm 2016 sẽ trở về Úc. Sau khi trao đổi ngày hôm sau, Liên dắt con về Trà Vinh thăm gia đình vào trưa ngày 19 tháng 7 năm 2016. Khi mẹ con Liên trở lại thành phố và lưu trú ở khách sạn cũ, thì bé hai đã đến và đưa hai bức tranh có dấu ma túy đưa cho Liên bỏ vào vali. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Liên mang vali cùng hai con đi ra sân bay Tân Sơn Nhất thì bị bắt giữ như đã nêu trên. Ở tại phiên tòa, Liên run rẩy khai nhận hành vi phạm tội và cho biết do bị nợ nần, dồn vào chân tường và bị Minh khống chế, không còn cách nào khác nên nó phải nhắm mắt làm liều để mà trả nợ. Liên mong hội đồng xét xử tha cho con đường sống vì hai con còn quá nhỏ. Tuy nhiên, sau khi xem xét các chứng cứ và lời khai, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ma túy là tác nhân của các loại tội phạm. Bị cáo đã mang số lượng ma túy cần xử lý nghiêm mới đủ sức răn đe nên đã tuyên phạt mức án tử hình. Điều đáng buồn là khi sự kỳ thị về Nam Bắc từ lâu đã dường như sạch bóng trên chính quê hương thì nó vẫn còn hiện diện cụ thể trong cộng đồng người Việt ở Úc. Một quốc gia đề cao sự tự do và chống phân biệt đối xử vào bậc nhất trên thế giới. Ý tưởng và tư liệu về đề tài nhạy cảm này bắt đầu được tôi cóp nhặt khi thực hiện cuộc điều tra nhằm là so sánh điều kiện lao động của công nhân người Việt giữa một doanh nghiệp do người Việt điều hành và một doanh nghiệp do người Úc điều hành tại Melbourne, ở thủ phủ của bang Victoria, một trong hai các nôi lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Úc. Trong quá trình làm việc tại một hãng gà nằm ở phía tây Melbourne, những gì đã phải trải qua khiến tôi không khỏi tự đặt câu hỏi, phải chăng người gốc Bắc và nói giọng Bắc đang phải chịu một sự kỳ thị ngấm ngầm nhưng dễ nhận biết, đặc biệt từ những chủ xưởng hay là chủ cửa hàng gốc người miền Nam. Khi bắt đầu bước vào làm, tất cả các công việc của tôi được đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt, thậm chí là xét nét của bà chủ khó tính và luôn mồm chửi mắng nhân viên. Đã từng làm công ở chỗ khác nên tôi thấu hiểu nguyên tắc làm việc. Chủ trả công theo giờ nên phải luôn đúng giờ, tay chân luôn phải hoạt động, hết việc này phải tự kiếm việc khác mà làm và tuyệt đối phục tùng sự chỉ đạo. Nhưng chỉ qua 3 ngày làm việc, tôi buộc phải chấp nhận một sự thật khác. Những người gốc Bắc và nói giọng Bắc như tôi luôn phải chịu đựng sự khủng bố về tinh thần nhiều hơn những người khác,
mắng chửi, rỉa rói, cạnh khóe. Chấp nhận tất cả, tôi chỉ biết cắm cúi làm việc, không dám cãi lại một lời, như lời khuyên của một người làm cùng cũng là người Bắc. Làm đúng yêu cầu, không nghe, không thấy, vì ở đây là vậy. Những sự việc đã đi đến cùng giới hạn khi đến một hôm, bà chủ giơ bàn tay trỏ sát vào mặt tôi quát. Nói cái gì cũng dạ, cũng vâng. Ở ngoài đời hay ở Việt Nam, có là cái gì thì vào đây, nói cái gì cũng phải nghe, rõ chưa? Việc tôi có thể làm sau đó chỉ có thể là xin nghỉ việc. Mãi mãi về sau, khi biết rõ chuyện, một nhóm anh em xã hội cũng thuộc dạng không ngại va chạm ở Melbourne, long sòng sọc lên đòi tôi phải dẫn tới nơi làm để xem tận mặt bà chủ kia, để xem là ai mà quá đáng đến như vậy. Tránh những chuyện phiền hà không đáng có, buổi xem mặt ấy không bao giờ diễn ra. Nhưng rất nhiều câu chuyện ấm ức bấy lâu nay đã được mọi người dần trải lòng. Khó đấy, liệu có quá sức không? Helen, một phóng viên nữ của chương trình truyền hình Foreign Correspondent đánh giá của hãng ABC, đã tỏ ra phân vân khi chúng tôi trình bày về đề tài sẽ làm tình trạng phân biệt đối xử trong cộng đồng người Việt trên đất Úc vào thời điểm năm 2010. Sự lo lắng của nữ phóng viên xinh đẹp nhưng dày dạn hiểm nguy qua những phóng sự điều tra truyền hình thực hiện trên khắp thế giới, đặc biệt là về những vụ bạo loạn đẫm máu tại Hy Lạp, không phải là không có cơ sở. Đụng chạm đến một vấn đề nhạy cảm trong lòng một cộng đồng dân cư tại Úc thì đòi hỏi người thực hiện phải cẩn thận, kiếm tìm thông tin và nhân vật từ cả hai chiều thông tin, tránh quy kết. Không những thế, đây cũng là mảng đề tài khó chọn được người sẵn lòng trả lời phỏng vấn vì ngại phiền hà. Có một tâm lý chung là những người đối diện và chịu đựng tình trạng này đều coi như là chuyện phiền ngoài đường. Họ không muốn nhắc lại, nhưng hầu hết đều nhớ như in. Điều đó cũng dễ hiểu bởi đó là câu chuyện buồn pha lẫn sự ấm ức. Một du học sinh người Hà Nội học tại Đại học Công nghệ Sydney, làm thêm cho một hãng nghiên cứu thị trường, kể lại một lần trải nghiệm. Công việc của tôi là gọi điện thoại đến nhà khách hàng để khảo sát thị trường. Khi tôi gọi đến nhà một khách hàng, một phụ nữ nhấc máy. Khi nghe thấy giọng bác của tôi, bà ấy chửi thậm tệ qua điện thoại rồi gác máy. Không chỉ nam giới mà đến nữ giới cũng phải chịu cảnh phân biệt như thế. Thúy, một nữ học sinh giỏi người Việt Nam tại Đại học Melbourne, kể lại. Tại một bữa tiệc, một anh chàng buôn chuyện với tôi khá là lâu. Khi đã biết được rằng đều là người Việt, chúng tôi chuyển sang nói tiếng Việt. Nhưng ngay khi anh ấy nghe thấy giọng bắc của tôi, anh ta quay ngoắt đi sang nói chuyện với những người nam khác và không quay lại nói chuyện với tôi nữa. Lý giải về điều này, một trí thức người Việt tại Sydney xin ẩn danh cho biết. Những người còn đặt nặng sự phân biệt đối xử nam bắc chủ yếu tập trung ở lứa người lớn tuổi. Họ đã từng mất sạch mọi thứ trong một thời gian cực ngắn. Nhiều người mất gia sản, nhiều người thậm chí mất cả gia đình, vợ con trên con đường tha hương đầy máu và nước mắt đến được nước Úc. Nguyên nhân của nỗi đau ấy được quy chiếu về một phía. Họ nghĩ rằng những sinh viên đến từ phía Bắc đang học ở Úc là con cháu của phía đã gây ra nỗi đau cho họ. Và họ có thái độ thù địch như vậy. Cá nhân tôi không đồng tình với những hành vi như vậy. Thực ra họ không có quyền phân biệt đối xử với những sinh viên ấy trên đất Úc. Họ vẫn nói rằng phải rời khỏi quê hương vì một sự phân biệt đối xử. Vậy thì hà cớ gì lại tạo thêm một sự phân biệt đối xử khác ở nơi đây? Ông chia sẻ như vậy. Để tìm hiểu sâu hơn và cũng là để khách quan hơn, chúng tôi đã quyết định phỏng vấn ông Võ Chí Dũng, lúc bây giờ đang giữ chức Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tại Úc, tại tiểu bang New South Wales. Sau khi bàn bạc với tình hình thực tế đã trải nghiệm, nhóm thực hiện phóng sự đã quyết định để đảm bảo tính khách quan của buổi phỏng vấn. Cũng là để tránh những chuyện không hay xảy ra, tôi sẽ ngồi ngoài quán cà phê ở Canberra, chờ Peter và Daniel sẽ thực hiện cuộc phỏng vấn trong văn phòng của ông Võ Chí Dũng. Tại cuộc phỏng vấn, ông Võ Chí Dũng đã thừa nhận là sự phân biệt đối xử đối với sinh viên gốc Bắc, đặc biệt là những sinh viên nhận được học bổng từ chính phủ Úc, là có thi thoảng xảy ra. Nhưng những sinh viên nhận được học bổng từ phía chính phủ Úc chỉ là một thiểu số rất nhỏ. Vậy thì còn những sinh viên gốc Bắc tự đi bằng những nhiều con đường khác thì sao? Câu trả lời thỏa đáng là như thế nào khi họ đã và vẫn phải chịu đựng sự kỳ thị? Hiện đã định cư và trở thành công dân Úc, một người kể lại, tình trạng người Bắc bị kỳ thị hiện giờ còn đỡ đi nhiều, chứ cách đây 5-7 năm thì còn dữ dội hơn. Hồi đó, ngày đầu tiên đặt chân tới Melbourne để nhập học tại Đại học Swinburne, tôi đi mua hàng tại cửa hàng của người Việt.
Người bán hàng đã làm ngơ xem như là không hiểu câu hỏi giá bằng tiếng Việt với giọng Bắc của tôi. Khi bị hỏi thêm lần nữa, người bán hàng bèn trả lời bằng tiếng Anh, trong khi đó chỉ vài phút trước họ vẫn nói tiếng Việt với khách hàng là người Nam. Hồi đó kiếm được việc làm ở chỗ của người Nam rất là khó. Họ luôn trả lời rằng là không có việc, dù là tôi biết rõ rằng là họ đang kiếm người. Nếu có được nhận vào làm thì lương luôn thấp hơn hẳn so với người Nam. Nhưng điều đáng kinh khủng hơn là khi nhận lương thì luôn được khuyến mãi thêm vài câu bóng gió miệt thị. Tôi nhớ lại, bây giờ thì đã đỡ hơn rồi, nhưng chưa hẳn đã hết. Bạn cứ thử kiếm một chỗ có chủ người Nam rồi thử xin việc thì sẽ rõ. Nhóm chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm ngay trước màn hình máy quay. Một sinh viên người Nam được mời đến ngồi cùng tôi. Một mục quảng cáo tìm việc bất kỳ được lựa chọn trên những tờ báo tiếng Việt tại Úc. Trên tay chúng tôi là mẫu quảng cáo tìm người hái xoài tại Darwin. Sinh viên người Nam gọi điện trước, người chủ tuyển người trả lời rất nhẹ nhàng. Khi sinh viên này kết thúc cuộc gọi và cảm ơn, bà chủ cũng rất lịch sự nói, không có gì. Đến lượt tôi nói giọng Bắc, cũng vẫn những thông tin như vậy. Nhưng khi tôi nói cảm ơn để kết thúc cuộc gọi, bà chủ dập máy cái rụp. Từng khuôn hình kiên nhẫn đưa tiếng gác máy khô khốc vào trong băng. Những thế hệ người Việt thứ hai và thứ ba tại Úc có vẻ là không quan tâm lắm đến chuyện trong quá khứ. Cho dù là đôi khi gia đình của họ vẫn cố gắng dựng lên một rào cản nhất định, chỉ ít là về mặt tâm lý. Một nhân vật tâm sự khi đưa tôi vào Burbles, sàn nhảy nổi tiếng và cũng là nơi tụ hội của người trẻ Việt tại Melbourne vào mỗi tối thứ sáu. Đêm mà các DJ chỉ đánh nhạc trend phục vụ riêng cho người châu Á, may đã phải đóng cửa vì xảy ra nhiều vụ đánh lộn. Theo chỉ dẫn của một nhân vật tên Bi, sàn Burbles dường như là được ý nhị chia thành hai khu, một là cho người Bắc và là một cho người Nam. Nhưng cái ranh giới mơ hồ ấy thường xuyên bị phá vỡ khi một vài nhóm bên này sang bên kia trả hỏi nhau, làm một ly rượu rồi lại trở lại phía bên mình. Nhưng đó chỉ là khu để ngồi, còn khi đứng lên nhảy, tất cả đều hòa làm một. Cô Hồng Nguyễn, người Úc gốc Việt hiện đang sống tại Sydney, thì lại rất hồ hởi tự nhiên ra làm quen khi biết tôi là người Việt. Khác hẳn với những Việt kiều mới sang có mấy năm mà đã giả bộ lơ lớ quên tiếng Việt, hoặc là mắt tròn xe khi nói về Việt Nam. Nguyễn thực sự là không nói được tiếng Việt, nhưng lại say sưa kể về gia đình nội ngoại. Bố mẹ tôi là người Cần Thơ, gia đình tôi tới Adelaide 25 năm trước. Tôi thực sự là không nắm rõ lắm những gì đã xảy ra trong quá khứ. Cuộc sống của tôi là ở đây, và ở đây thì ai cũng có thể là bạn của nhau. Không chỉ thụ động trông chờ vào thời gian, một bộ phận lớn cộng đồng người Việt cũng đang tự chủ động đấu tranh để đẩy lùi sự phân biệt đối xử mang tính áp đặt đó. Một thổ dân tại Melbourne cho biết, cũng có sự mở rộng và phát triển của số lượng người Bắc trong cộng đồng người Việt, đã từng xảy ra những trận ẩu đả vì lý do phân biệt vùng miền và những người có tư tưởng phân biệt đã chùn bớt tay, không dám thể hiện một cách quá thô lỗ hay là quá khích nữa. Nhưng cách thức tiêu cực này đã không còn phổ biến nữa. Điều quan trọng là ngày càng có nhiều người Bắc làm ăn phát đạt, mở rộng sản xuất và trở thành ông chủ. Kinh tế mạnh thì mới có uy được. Vì thế của người gốc Bắc càng ngày càng được củng cố, nên tình trạng coi thường người từ miền Bắc đến Úc cũng hạn chế hẳn đi. Khơi lên nỗi đau của chính cộng đồng người Việt mình không phải là chuyện vui vẻ gì. Nhưng điều đó là cần thiết để mọi người biết rằng vết thương của bao năm vẫn đang dai dẳng hẳn sâu trong một bộ phận đồng bào. Khơi lên cũng là để phản ánh một sự thật là những sinh viên và người Việt gốc Bắc sang Úc để học tập và làm việc đã và đang phải chịu đựng một sự phân biệt đối xử khá là phi lý. Khơi lên điều này mà nhiều người tránh muốn đề cập đến, nhưng là sự thật, Âu cũng là một sự sòng phẳng. Nếu không đối diện sẽ không thể nào xóa sạch. Cũng xin chia sẻ đến quý vị để chúng ta có một cách nhìn khách quan hơn. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.